Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Daily Technical của Analyst của Tiếp Người Việt Nam. Từ trung thì tối ngày hôm qua, đô la lại có một cú quay đầu xe không thể nào thần sầu hơn khi mà vào đầu phiên, đặc biệt là bản tin số đơn đặt hàng tăng đột phá thì đã khiến cho đồng đô la Mỹ tăng trưởng lên tới 93.3x, nhưng để rồi sau đó là quay đầu xe giảm xuống không phanh. Đến thời điểm hiện tại thì mức giá đang dao động là ở quanh vùng 92.8. Ok, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cực kỳ thận trọng, kiểu giống như là chúng ta sẽ có 3 sự kiện như thế này ha. Mục đầu tiên là nó sẽ là GDP của Mỹ vào lúc 7:30. Kế đến sẽ là bài phát biểu của ông Powell lúc 8:10. Từ trung thì đồng đô la Mỹ hay là tất cả thị trường nói chung đều đang dao động trong cái biên sideways rộng để đợi chủ yếu là cái bài phát biểu này. Song song đó là ngày hôm nay thì chúng ta lại là ngày đầu tiên của cái hội nghị Jackson Hole ha. Một điểm nữa là ở thời điểm này, tức là thời điểm cuối tháng, là thị trường đang trải qua những cái câu chuyện được gọi là đáo hạn hợp đồng hàng hóa đối với thị trường hàng hóa, bởi những cái sự kiện này nó trùng một ngày ha. Thế nên là cái chuyện mà thị trường nó có thể sáng tăng chiều giảm hoặc là nó chạy với những cú rất thần sầu không giống ai thì nó hoàn toàn có thể diễn ra. Thế nên là trong những ngày này thì tôi cứ nghĩ là chúng ta sẽ nên thận trọng một chút xíu. Có nghĩa là chúng ta đánh thì cảm thấy ổn ổn thì chúng ta cứ dời SLV entry, đừng có tiếc nha, kiểu giống như là thị trường nó chạy rất là khắc nghiệt, rất là hỗn, thì mình cứ bình tĩnh, hoặc là tốt nhất là chúng ta sẽ nên đứng ngoài. Giống như nhiều lần tôi có chia sẻ thì cái việc mà con rút dòng tiền nó sẽ có một cái nhịp đổi mới rất lớn vào khoảng đầu tháng 9, vậy nên mình cứ bình tĩnh ha. Song song đó thì mình điểm qua một chút xíu liên quan đến giác độ các đồng tiền, có nghĩa là sức mạnh tương quan các đồng tiền. Thì trong ngày hôm qua thì đồng tiền New Zealand bất ngờ lại là đồng tiền mạnh nhất, cũng giống như cách mà tôi đã view các bạn, đó là con New Zealand nó sẽ lên và thông qua ba con, đó là chúng ta CLAN, 3N CNF và 3N CAD ha. Thì những con đó hiện tại đều đã cho trái ngọt hết rồi ấy, và kế đến là con G, cũng giống như hôm qua tôi nói là con G, cái nhịp giảm của nó bắt nguồn từ cái việc là Fed bán những cái trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn đấy, thì nó khiến cho nó yếu thôi, còn bây giờ tụi nó sẽ dần lấy lại vị thế. Bất ngờ nhất là con U với lại con CAD thì gần như lại, đặc biệt là con CAD nó lại gần như là cũng, nói chung là nó cũng mạnh lên đấy, nhưng mà kiểu giống như không có bao nhiêu cả. Đây là điều rất là lạ nha, kiểu giống như là con New Zealand, AUD và Canada tụi nó sẽ chạy cùng chiều với nhau, nhưng mà thường là tự nhiên Canada hôm nay nó lại đứng yên chỗ bên ngoài đấy. Thì do đó là mình sẽ nên cẩn trọng một chút xíu, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cái giác độ kỹ thuật của các cặp tiền. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung nhiều vào các cặp chính để chúng ta xem thử bức tranh tổng thể ngày hôm nay nó sẽ như thế nào nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua góc độ kỹ thuật của các cặp chính. Ngày hôm nay thì mình sẽ không điểm qua các cặp chéo nha. Gần như là các cặp chéo nó chạy không rõ ràng biên gì cả. Chỉ có các cặp đồng N là lúc này tụi nó vẫn đang rõ, giống như hôm qua tôi view các bạn là AN, NCHF và NCAD ha. Tất cả các con này đều chạy ra, diễn ra đúng kịch bản ha. Và hiện tại đều đang tăng trưởng rất là đẹp, tám mấy bíp hết rồi, mấy chục bíp hết rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhìn các cặp chính. Đưa con Euro á, lúc này lại là con mà dao động hiền nhất nha. Tự trung thì nó vẫn đang dao động ở trong cái thế tam giác tích lũy này mà thôi. Giá vẫn không thoát qua khỏi đường MA 200 và đang tiềm cận ở quanh cái cạnh trên, quanh cạnh trên của cái nêm này, ở quanh vùng 85 á. Thì nếu như mà đánh ngắn thì đánh rước sóng thì có thể tìm kiếm những cơ hội canh sell đây, được SL vượt quá khỏi đỉnh ha. Hay thì risk reward nó cũng ok, cũng giống như hôm qua tôi kêu bạn là nếu như mà đánh thì mình đánh ở dưới, mình đánh lên, đánh theo cái nêm này. Hay thì dự kiến nó vẫn còn tích lũy trong cái nêm này thôi, để đợi cái bài phát biểu của Powell thử như thế nào nào ha. Con G lại là con chạy có biên độ hỗn nhất ở thời điểm này, nó kiểu nó tăng. Ngày hôm qua tôi có nói các bạn là chúng ta chỉ nên cầu mong nó rớt xuống những vùng swing dưới để mình mua thôi, đáng tiếc là nó về không tới ha. Nó lại tiếp tục nó bật cái tăng trưởng lên, đến lúc này thì nó quay về nó retest tầm khoảng cái phạm vi vùng hai đỉnh cũ rồi đấy, vùng hai đỉnh cũ nằm đây rồi đấy, thì chuẩn bị nó hình thành cấu trúc ba đỉnh. Thì nếu như mà sell đây thì chúng ta sẽ hay có SL đặt ở trên này, nhưng mà như vậy nó sẽ kiểu sao này, chúng ta rất là dễ bị hình sell loss ha. Vậy nên là con G này nè, chúng ta sẽ nên đứng ngoài trong ngày hôm nay, nó không còn phải điểm đến đẹp nữa, kiểu giống như là nó chạy trong cái khung sideways giảm trong biên rộng này nè, nó có thể ngày hôm nay nó đổ đèo xuống cũng được chứ không phải không, nhưng mà đánh nó nguy hiểm quá, kiểu giống như là nó chạy như là tàu cao tốc vậy ha. Uzi thì lúc này thì vẫn tiếp tục giảm và dự kiến thì nó vẫn còn tiếp tục rơi, kiểu giống như là hôm qua tôi có view các bạn này ở vùng zone mình có thể tìm kiếm những cơ hội cancel ha. Thì tại đây tụi nó có xuất hiện phản ứng là đánh rớt xuống rồi hồi phục lên lại, test lại zone phát nửa lần nó rơi. Đến thời điểm này thì cái kênh hỗ trợ giá tăng của nó cũng đã bị đánh gãy rồi, thì dự kiến là cái nhịp này sẽ còn tiếp tục rơi xuống tầm còn phạm vi là 105.4. nếu như các bạn có những lệnh sell thì vẫn có thể là tiếp tục duy trì cái trạng thái của mình nhé. UCHF thì
tử trung nó vẫn tiếp tục dao động ở trong một cái khung sơ quay, được không ạ? Một cái tam giác tích lũy này vẫn chưa bứt phá qua được, thì đồng ý là tại đây nó test liên tục những vùng hỗ trợ và nêm này nó đã được nàng nén dần. Thì riêng con này thì tôi khuyến nghị là mình sẽ nên theo dõi trong ngày hôm nay nè, nghĩa là mình đợi thử là nó có dịp đánh rất là khỏi cái biên tích lũy này hay không nè, theo chiều hướng đánh lên. Nếu hôm nay là nêm tích lũy dạng đánh lên ấy thì mình sẽ đợi kịch bản này diễn ra, thì mình sẽ canh retest lại rồi chúng ta đánh thôi nhé, canh retest lại đánh thôi nhé. Kukat này, cái con mà bất ngờ như lúc nãy tôi nói, đồng ý là tụi nó cũng có mạnh lên theo cái mức giá con đô nó yếu, nhưng mà kiểu giống như con này nó xuống thế này mà đi ngang ha, xuống thế này đi ngang. Thì hôm qua mình có kỳ vọng cái câu chuyện là tại đây tụi nó đánh lên ấy thì nhịp này đánh lên tiếp phát nữa, nhưng mà đánh lên không nổi lại tiếp tục rất đọt xuống, thì con này vẫn tiếp tục duy trì ở trong một cái sideways giảm thôi, một cái biên giảm xói mòn. Thì ở nhịp này chúng ta sẽ nên coi lại con này nó sẽ chạy như thế nào, nghĩa là riêng Kukat nó không có nhiều biến động ha, mặc dù tối qua dầu nó cũng lên, nó cũng hỗ trợ khá là nhiều, nhưng mà con này kiểu như nó chạy đời và nó không biết, là tôi cũng không chắc là nó đang đợi cái gì. Vậy nên là các dòng cát nó đang bị khá thiếu dữ liệu ở trong ngày giao dịch ngày hôm nay, thế nên là chúng ta sẽ nên thận trọng đối với nó một chút xíu. Các dòng cát thì mình sẽ nên thận trọng ha, thế đó mình sẽ nên thận trọng. Còn AOD và NZD thì hai con này thì riêng NZD thì lúc này rất mạnh, nhưng mà tôi cũng chả biết tại sao nó mạnh lên nữa. Cái này tôi nói thiệt, nghĩa là tôi dự kiến là nó chỉ mạnh lên tầm khoảng phạm vi này thôi, tức là vùng zone quanh này thôi ha, 661, 663 này đó, nhưng đến lúc này là đánh bước lên rồi. Vậy trong livestream tôi cũng có chia sẻ là nếu như mà kỳ này New Zealand đánh lên thì sẽ không sell nữa, tại vì cái trendline này nó đã được test tổng cộng là 3 nhịp, thì nhịp thứ tư rồi, và thời điểm này cái H4 này đang chạy, mà nếu như nó đóng bên ngoài khá là nó gãy trend thì nó sẽ lên lại tới vùng cấu trúc đỉnh cũ ha. Đấy, thì có thể nó về đây mình sẽ tính tiếp thôi, có thể là hình thành hai đỉnh ở trên daily rồi mình sẽ tìm kiếm những cơ hội canh sell sâu ở quanh phạm vi này. Còn đoạn này nó đang setup đánh lên thì cứ cho nó đánh lên ha, thì nó dẫn đến các cặp N khác nó cũng lên tương ứng là vì lý do đó. Còn AOD thì nó lại chạy hiền hơn ha, đây là cái điều rất là lạ luôn. Thường con AOD là con chạy hổn mà New Zealand là con chạy hiền, nhưng mà thời điểm này thì khả năng cao là nó sẽ còn tiếp tục nó đánh lên tiếp một nhịp nữa tới vùng đỉnh cũ ha. Thì tại đây mình quan sát thử nó phản ứng sao thôi nha. Kiểu giống như là tôi đánh giá là ví dụ như Á đánh xuống đây thì Âu nó sẽ đánh lên vào Mỹ đi ngang, nó đỡ tin ra, nó chạy bú bổ luôn, kiểu y chang như vậy. Nghĩa là cả ba đồng tiền hàng hóa trong ngày hôm nay thật sự rất khó giao dịch nha, và đặc biệt là đừng có tìm kiếm những cơ hội cánh sinh New Zealand nữa, nó hết đẹp rồi. Còn mình bàn chút xíu liên quan tới con Gold thời điểm này nè, hôm qua nó có đánh trả về nè, vùng 1903, phản ứng một lần nữa với trend đây, phản ứng này đánh lên ha, một cái daily đánh lên thần thánh luôn, phá vỡ hết toàn bộ cái biên sideways 1, 2, 3, 4 ngày phía trước nó, kể từ khi cái này thả xuống ha, 4 ngày phía trước nó tất cả đều bị phá vỡ. Hay mình nhìn bức tranh tổng thể trên nhỏ nhỏ thì mình sẽ thấy câu chuyện ha, hai biên sideways giảm xói mòn này nè thì nó đã bị phá vỡ rồi. Nào vậy thì do đó là đến thời điểm hiện tại á, nó sẽ còn những cái cột mốc neo giữ con này là quanh cái vùng phạm vi là 1986, 85, chỗ này thì mình theo dõi nha, chứ không có sell limit ha, mình theo dõi chỗ này thế như thế nào thôi. Tại vì cái này là cái cạnh trên của cái tam giác tích lũy ha, cạnh trên của tam giác tích lũy đấy, thì nếu như đánh thì đánh ở đây cũng được, chứ không phải không. XL tầm khoảng rơi vào tầm khoảng vùng 72.72, có nghĩa là mình đánh theo cái cạnh của tam giác tích lũy đánh rớt xuống, nhưng mà mình cẩn trọng trong ngày, trong cái daily hôm qua. Và đặc biệt là tối ngày hôm nay là có những sự kiện rất là quan trọng nữa ấy, thì do đó là Gold thì tôi khuyên là ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ nên ngưng và đứng ngồi, chứ chúng ta không làm ăn gì được nó trơn trọi. Ngày hôm nay nếu như có đánh thì chúng ta sẽ nên tập trung và chúng ta theo dõi UCHS tự như thế nào, còn gần như là tất và con Euro thử như sao ha, còn con G ấy, đây là những con mà mình dễ dàng theo dõi. Con G thì vẫn tiếp tục giảm thôi, còn những con N vẫn tiếp tục tăng ấy. Thì ngày hôm nay thì đánh sao đánh trước khi vào Mỹ, hay chúng ta nên chốt phần 2 hoặc chờ XL entry cho nó an toàn nha. Chuẩn bị thị trường rung lắc thì chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều rồi ha. Hôm nay sẽ là một ngày tương đối là khó khăn. Chúc mọi người sẽ có được một ngày giao dịch thật sự thành công, hiệu quả với lại an toàn. Bye bye.